Mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, như các bạn thấy là nó khá là chật với một vóc dáng người cao 1m7, nặng 80 cân như mình. Để mình sẽ kéo cái hàng ghế này lên đã. Nếu mà đẩy hàng ghế lên chút thì người ngồi hàng ghế thứ ba có một cái không gian để chân mình thấy là ổn, vừa phải. Nhưng mà nếu mà đẩy xuống hết cỡ thì ngồi sẽ bị chật. Ngồi ở cái tư thế này ấy, mà đi đường dài ấy, cũng sẽ khó. Ở dưới này thì lại không có cửa gió điều hòa cho nên là ngồi khá là bí. Được cái là có cái ngăn để cốc ở bên này. Bạn có thể thấy mình đang ngồi hàng ghế thứ ba trên chiếc Kia Rondo. Đây là chỗ để chân của mình khi mà đẩy cái phần ghế trước lên một chút. Thì nhìn chung là vẫn để chân được. Nhưng mà nếu giả dụ mà ngồi thêm một người nữa ở phía bên này thì sẽ khá là hẹp, không gian bị bí. Mà ở dưới này lại không có cửa gió điều hòa nên từ nãy giờ mình chảy mồ hôi hơi nhiều. Nếu mà bạn nào là nữ cơ, ngồi dưới này là nữ, ngồi ở vị trí này là nữ thì mình thấy là ngồi là ổn. Nhưng mà vẫn hơi nóng. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình đã quay cho anh em chiếc Mitsubishi Xpander Cross, chiếc Suzuki XL7. Suzuki XL7. Thì hôm nay mình quay tiếp cho anh em một chiếc xe MPV nữa, đó là chiếc Kia Rondo đời 2019 đang được chào bán với giá là 530 triệu. Bây giờ sau 4 năm thì mình thấy cái form dáng của chiếc Kia Rondo này vẫn khá là đẹp và hợp thời. Nó không bị lỗi mốt. Đặc biệt là cái phần cụm đèn pha này, bố trí họ làm rất là đẹp này. Rondo giống như một chiếc Sedona thu nhỏ. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần đầu xe này thiết kế cực kỳ giống chiếc Sedona. Mình cũng đã muốn quay chiếc Rondo này từ lâu nhưng mà chưa có dịp. Là một chiếc MPV đô thị này nên các bạn có thể thấy là cái phần ô kính này nhà sản xuất họ làm thêm để người lái có thể quan sát tốt hơn. Đây là một ưu điểm của chiếc Rondo này. Thì Kia Rondo như bạn đã biết là một phiên bản trước của chiếc xe Kia Carrera. Nhưng mà Carrera đời mới bây giờ thì mình lại đánh giá cao bởi không gian rộng rãi hơn chiếc này. Chiếc này ngồi hàng ghế thứ hai, thứ ba khá là bí. Mà cái cách bước vào của hàng ghế thứ ba cũng khá là khó, không gian cũng hẹp hơn rất là nhiều. Mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, như các bạn thấy là nó khá là chật với một vóc dáng người cao 1m7, nặng 80 cân như mình. Để mình sẽ kéo cái hàng ghế này lên đã. Nếu mà đẩy hàng ghế lên chút thì người ngồi hàng ghế thứ ba có một cái không gian để chân mình thấy là ổn, vừa phải. Nhưng mà nếu mà đẩy xuống hết cỡ thì ngồi sẽ bị chật. Ngồi ở cái tư thế này ấy, mà đi đường dài ấy, cũng sẽ khó. Ở dưới này thì lại không có cửa gió điều hòa cho nên là ngồi khá là bí. Được cái là có cái ngăn để cốc ở bên này. Bạn có thể thấy mình đang ngồi hàng ghế thứ ba trên chiếc Kia Rondo. Đây là chỗ để chân của mình khi mà đẩy cái phần ghế trước lên một chút. Thì nhìn chung là vẫn để chân được. Nhưng mà nếu giả dụ mà ngồi thêm một người nữa ở phía bên này thì sẽ khá là hẹp, không gian bị bí. Mà ở dưới này lại không có cửa gió điều hòa nên từ nãy giờ mình chảy mồ hôi hơi nhiều. Nếu mà bạn nào là nữ cơ, ngồi dưới này là nữ, ngồi ở vị trí này là nữ thì mình thấy là ngồi là ổn. Nhưng mà vẫn hơi nóng. Nếu mà bạn nào tài chính eo hẹp và muốn lái một chiếc MPV thì có thể lựa chọn chiếc này. Đấy. Đây là khoang lái của Kia Rondo. Ghế chỉnh cơ thôi. Được. Cái này đây là đồng hồ này, đi được 55.000 cây rồi. Cần số này khá là công thái học đấy, cầm khá là xích.
phanh tay, vẫn là loại phanh tay cơ thôi. Bên này hộp này thì cũng được. Màn hình này chắc là màn hình lớp thêm, mình không để ý lắm. Ok, mình đang ngồi ở hàng ghế thứ hai trên chiếc Kia Rondo. Đây là hàng ghế thứ hai, ngồi khá là thoải mái, rộng rãi. Mình duỗi chân khá là ổn, không bị cấn hay là gì cả. Mình thấy ngồi ở không gian trên đầu cũng phải gần 20 phân. Nếu mà ngồi như này thì có vẻ hơn. Nếu mà ngồi thẳng lưng thì ấy, độ ngả ở cái bộ ghế này khá là ổn, nó không quá là đứng. Động cơ này là bản 1.5, theo mình nhớ là vào thời điểm ra mắt ấy, xe này có tận là có 3 phiên bản, thì phải bản 1.5, 2.0 và bản máy dầu. Bản máy dầu thì là bản đắt nhất. Nhưng mà với cái chiếc xe như này thì máy dầu thì lại không mang nhiều ý nghĩa lắm. Theo bản thân mình nhìn nhận thì rất là khó để mua máy dầu. Cốp sau này, cốp sau của xe, đây là xe 7 chỗ. Khi mà hạ hàng ghế thứ 3 xuống thì các bạn có thể thấy một cái không gian rất là rộng rãi. Mặc dù không gian để cho người ngồi ở ghế thứ 3 khá là chật. Cốp chỉnh cơ thôi, đóng mở cơ thôi, không phải là lại đóng điện. Tự chung thì Kia Rondo là một chiếc xe đẹp, bền dáng, dễ chăm, dễ sửa chữa bảo dưỡng, không gian cho 5 người thì ổn. Các bạn nghĩ sao về Kia Rondo này thì để lại bình luận phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.